Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tại sao phương Tây lo ngại Nga và từ chối gay gắt Tổng thống Ukraine Zelensky? Kiev dội mưa tên lửa muốn san phẳng các sân bay ở Crimea. Các giảng viên quân sự nước ngoài sẽ chưa đến Ukraine bởi tác giả của sáng kiến này là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đối mặt với những trở ngại cả trong nước và NATO. Liên minh cũng từ chối đáp ứng các yêu cầu mới nhất của ông Zelensky về vũ khí tên lửa. Hãng tin Nga RIA Novosti đã liệt kê những điều mà phương Tây đang lo ngại. Bản thân nhà lãnh đạo Pháp đã thận trọng phát biểu, Kiev sẽ được hỗ trợ nhưng không có cuộc thảo luận nào về sự tham gia trực tiếp của liên minh vào xung đột. Ông Macron đã nói về những người hướng dẫn lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 6. Vài ngày sau, cuộc bỏ phiếu bầu ra Nghị viện châu Âu diễn ra, sau đó cần phải có cuộc bầu cử quốc hội sớm. Bây giờ Tổng thống có thể làm việc với một thủ tướng không thuộc liên minh trung dung của ông. Sau cuộc gặp với ông Zelensky, tân thủ tướng Anh Keir Starmer đã vui vẻ thông báo rằng ông đã xem xét việc cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow để chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga. Văn phòng thủ tướng Anh đã xác nhận điều này. Năm ngoái, London đã cho phép Kiev tấn công các mục tiêu ở Crimea và đất liền của Ukraine cũ và kể từ đó chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên, quân đội Anh phủ nhận việc tên lửa Storm Shadow từng tấn công Nga và có vẻ như họ sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, vấn đề này giờ đây đang được thảo luận. Bộ Quốc phòng Anh tin rằng Thủ tướng Starmer đã đi quá xa khi tuyên bố không phù hợp rằng Ukraine có quyền xử lý độc lập số vũ khí mà nước này đã nhận được. Hơn nữa, London không thể tự mình đưa ra quyết định về Storm Shadow. Ở mức tối thiểu, chúng tôi cần có một sự chấp thuận của Pháp, nước sản xuất những tên lửa này cùng với Anh. Đây là một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết. Trong khi đó, chính quyền Kiev tuyên bố vào cuối tháng 5 rằng Mỹ cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí nhận được để chống lại các mục tiêu ở Nga, nhưng giới hạn số km tính từ biên giới Ukraine. Ukraine sẽ không được phép tấn công vào bất cứ đâu. Ông John Kirby, điều phối viên của truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã kết luận. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từ chối ông Zelensky. Ông nhấn mạnh không ai sẽ thay đổi được các yêu cầu và hướng dẫn hiện có và vì lý do chính đáng. Tuy nhiên cũng có ý kiến khác như Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis đã viết trên mạng xã hội rằng Ukraine nên được cảm ơn vì mong muốn tấn công Nga. Chúng ta đang nói không với Ukraine, nhưng thay vào đó chúng ta nên nói lời cảm ơn với họ. Mới được trang bị những tên lửa tấn công sâu, Kiev đang cố gắng làm suy giảm khả năng của Nga ở Crimea bằng cách nhắm vào các sân bay, hệ thống phòng không và trung tâm hậu cần của đối phương. Trong một đêm trời quang ở bờ biển Odessa, ánh sáng nhạt nhòa từ tên lửa chiếu qua biển đen. Trong phần lớn thời gian của cuộc xung đột Ukraine, Nga đã sử dụng bán đảo này trước tiên để làm bệ phóng cho chiến dịch quân sự đặc biệt và sau đó là nơi triển khai lực lượng của các cuộc oanh tạc trên không hàng ngày. Ukraine hiện được trang bị các tên lửa chính xác do Mỹ sản xuất, lần đầu tiên có khả năng vươn tới mọi ngóc ngách của Crimea. Đây là một nỗ lực chiến lược mới của Kiev nhằm tìm cách buộc các lực lượng của Nga từ lâu đã sử dụng bán đảo này làm căn cứ hoạt động ngoài khơi bờ biển phía nam của Ukraine phải trả giá. Mặc dù khó có thể mang đến nhiều tác động trên tiền tuyến, nhưng chiến dịch của Ukraine với phiên bản tầm xa của tên lửa ATACMS dường như buộc Điện Kremlin phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về nơi triển khai một số hệ thống phòng không mạnh nhất của mình nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch của Crimea vẫn chỉ có tác động hạn chế chừng nào Moscow còn có thể di chuyển các máy bay ném bom đến nơi an toàn tại những căn cứ không quân nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky đã gây ra sức ép buộc chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ hạn chế về vũ khí để có thể mở rộng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Kể từ khi nhận được các tên lửa ATACMS vào mùa xuân này, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy hoặc gây tổn thất cho ít nhất 15 hệ thống phòng không tầm xa của Nga ở Crimea. Trong số đó có các tổ hợp S-300 và S-400, những đối thủ đáng gờm của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea sử dụng vũ khí phương Tây đã khiến cho Nga giận dữ và đưa ra cảnh báo với Mỹ về những hậu quả mà Washington sẽ phải đối mặt khi cung cấp các vũ khí tiên tiến cho Kiev. Liên quan đến những cảnh báo này, một số căn cứ của Mỹ tại châu Âu gần đây đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Hai quan chức quân sự của Mỹ và một quan chức tình báo phương Tây cấp cao cho hay, những căn cứ này trong đó có căn cứ của lục quân Mỹ ở Stuttgart, Đức, nơi đặt trụ sở của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, dường như đang lo ngại về các hành vi phá hoại của Nga. Bán đảo Crimea có giá trị chính trị, biểu tượng và quân sự với Nga. Kể từ khi sáp nhập bán đảo này năm 2014,
Moscow đã đầu tư mạnh vào việc mở rộng các cơ sở quân sự, từ Sevastopol ở phía Tây đến Kursk ở phía Đông. Các cơ sở quân sự đã được phát hiện cả ở ven bờ biển lẫn những khu vực núi bao quanh. Bán đảo Crimea giúp duy trì kiểm soát của người Nga ở phía nam Ukraine và là nơi đặt các hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất để nhắm vào các thành phố và thị trấn của Kiev. Thâm nhập qua các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga vẫn là một thách thức, nhưng mùa hè này, Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng cách áp đảo và đánh lạc hướng hệ thống phòng không được sử dụng để bảo vệ Crimea trong nhiều năm qua. Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ nhằm đáp trả việc nước này bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, gần đây Mỹ tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng quy tắc một Trung Quốc và 3 thông cáo chung Trung Quốc-Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Căn cứ vào các quy định liên quan của luật chống trừng phạt nước ngoài, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ. Các công ty công nghiệp quân sự bị trừng phạt bao gồm công ty hệ thống chiến thuật trên biển, công ty quốc phòng vành đai Thái Bình Dương, công ty hàng không vũ trụ AEVEX, công ty hàng không vũ trụ LKD, công ty công nghệ Summit, động sản, bất động sản và các loại tài sản khác của các công ty này ở Trung Quốc sẽ bị đóng băng. Đối với 5 cá nhân là các nhà quản lý cao cấp của các công ty tại Mỹ, ngoài việc động sản, bất động sản và các tài sản khác của những người này tại Trung Quốc bị đóng băng, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc bị cấm thực hiện các hoạt động giao dịch, hợp tác với những người này, không được cấp thị thực và bị cấm nhập cảnh vào đại lục, gồm cả Hồng Kông và Macau. Được biết, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA của Mỹ đã tuyên bố cách đây gần một tháng rằng chính phủ nước này đã phê duyệt đợt bán vũ khí mới nhất cho Đài Loan với tổng giá trị khoảng 360 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ hòn đảo này nâng cao khả năng phòng thủ. Quân đội Nga đã chiếm được một khu định cư mới từ tay lực lượng Kiev, tấn công vào ngành công nghiệp Kiev, săn lùng hệ thống phòng không của Ukraine trong tuần qua. Tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra tại nhiều địa điểm dọc chiến tuyến, trong đó Moscow cảnh báo những thắng lợi mới ở Donbass và chiếm được các ngôi làng từ tay lực lượng Kiev. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được Chikari, một khu vực định cư nhỏ nằm ngay ở phía tây bắc của thị trấn Golovka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga. Khu vực định cư này vốn đã trở thành đống đổ nát sau nhiều năm giao tranh ở Donbass, thuộc Ukraine trước đây, đã được lực lượng Kiev sử dụng làm một trong những điểm tập trung để tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa bừa bãi vào Gorovka. Giao tranh tiếp tục diễn ra ở làng New York, còn được gọi là làng Novgorodskoye, nằm ở phía tây của thị trấn. Các lực lượng của Nga đã được cho là xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trong khu vực, tiến vào ngôi làng từ phía nam và giành được quyền kiểm soát một phần ngôi làng. Trục Avdiivka vẫn là một trong những điểm nóng nhất trên toàn chiến tuyến khi lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía tây sau khi chiếm được các thị trấn trọng điểm vào giữa tháng 2. Trong tuần qua, quân đội Nga đã mở rộng vùng kiểm soát quanh thị trấn Ocheretino, nơi từng là trung tâm hậu cần chính cho lực lượng Ukraine. Ông Radoslav Sikorsky cho biết Ukraine cần phải chiến thắng trong cuộc xung đột trước khi được mời gia nhập NATO. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky cho biết khối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu không sẵn sàng đề nghị cấp tư cách thành viên cho Ukraine mà phải chờ đến sau cuộc xung đột với Nga. Ông Sikorsky phát biểu tại sự kiện của Viện Doanh nghiệp Mỹ AEI ở Washington hôm 12 tháng 7. Sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Mỹ, ông từng là thành viên của AEI vào đầu những năm 2000 trước khi gia nhập chính phủ Ba Lan. Khi được người dẫn chương trình Dalibor Rohak hỏi về việc Mỹ và Đức có vẻ miễn cưỡng mời Ukraine gia nhập NATO, ông Sikorsky đã trả lời rằng tư cách thành viên của Ukraine sẽ chỉ được tham gia sau xung đột và nói thêm rằng Ukraine trước tiên phải chiến thắng. Ông Sikorsky nói rằng sự đảm bảo của NATO chỉ nên được mở rộng trong những tình huống mà NATO sẵn sàng tham gia chiến đấu thay mặt cho quốc gia mà NATO cung cấp sự đảm bảo. Thời điểm hiện tại thì Liên minh không muốn làm điều đó. Ông khẳng định rằng các nước thành viên NATO sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine để giành được chiến thắng này. Hungary và Slovakia cũng đã công khai phản đối việc Ukraine trở thành thành viên của khối do Mỹ đứng đầu, cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc đối đầu trực tiếp với Nga và một cuộc xung đột thế giới thứ ba. Các quy định của NATO đã yêu cầu sự đồng ý của tất cả các quốc gia thành viên trước khi những quốc gia mới có thể gia nhập. Thông báo cuối cùng ở hội nghị thượng đỉnh NATO tuyên bố rằng tương lai của Ukraine là ở NATO và Kiev đang trên con đường không thể đảo ngược để hội nhập hoàn toàn châu Âu, Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO. Nhưng lưu ý rằng
khối này sẽ chỉ đưa ra lời mời khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Đây cũng chính là lối diễn đạt được sử dụng vào năm ngoái ở Vilnius, Litva. Chính phủ ở Kiev đã phản ứng giận dữ khi thiếu lời mời chính thức với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng một loạt bài đăng thể hiện sự giận dữ trên mạng xã hội, cáo buộc NATO yếu đuối và hèn nhát. Mặc dù Kiev được hứa hẹn sẽ được cung cấp thêm vũ khí, đạn dược và thiết bị trong tương lai, nhưng sẽ phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trước khi chúng có thể được sản xuất và chuyển giao. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga sẽ chỉ tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần 2 nếu Moscow biết rõ về nội dung của các cuộc đàm phán. Hồi tháng 6, Thụy Sĩ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine với sự tham dự của hơn 90 phái đoàn. Nga không được mời đến tham dự sự kiện này. Một số nước trong số đó có Trung Quốc đã từ chối tham gia với lý do vắng mặt Nga. Hội nghị tập trung vào 3 điểm trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm trao đổi tù binh, an ninh hạt nhân và an ninh lương thực. Một số quốc gia tham dự hội nghị do Thụy Sĩ đăng cai đã từ chối ký vào tuyên bố cuối cùng, nhưng ông Zelensky vẫn coi đây là một thành công và cho biết ông muốn tổ chức sự kiện lần hai như vậy vào cuối năm nay. Ông cũng nói rằng Nga có thể cử một số đại diện đến các cuộc đàm phán trong tương lai. Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng trước tiên Moscow phải hiểu rõ về những gì sẽ thảo luận trong hội nghị hòa bình lần hai. Ông Peskov nói rằng, ngay từ đầu, chúng tôi đã nhấn mạnh việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mở rộng sang lãnh thổ Ukraine là không thể chấp nhận được. Đó là mối đe dọa đối với sự tồn tại của an ninh của chúng tôi. Theo ông Peskov, Nga sẽ không thảo luận về bất cứ chi tiết cụ thể nào không liên quan đến vấn đề an ninh. Tổng thống Vladimir Putin giải thích rằng, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về tình hình một cách tổng thể tất cả các khía cạnh liên quan đến an ninh ở châu Âu, an ninh của chúng tôi và sự đảm bảo an ninh cho các quốc gia khác. Tất cả những điều này nên được thảo luận cùng một lúc, ông Peskov nhấn mạnh. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế nào dựa trên công thức hòa bình của ông Zelensky, điều mà Moscow cho là xa rời thực tế. Công thức hòa bình được Kiev giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 2022, bao gồm nhiều điều khoản, trong đó có yêu cầu Nga rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền. Bloomberg cho biết, Ukraine dự kiến sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu F-16 từ các đối tác phương Tây vào mùa hè này và tổng cộng lên tới 20 máy bay vào cuối năm 2024. Theo các nguồn tin nắm rõ tình hình, quá trình đưa máy bay quân sự tới Ukraine vẫn đang bị cản trở do tình trạng thiếu phụ tùng thay thế và rào cản ngôn ngữ giữa phi cung Ukraine và người hướng dẫn họ. Những người liên quan đặc biệt lo ngại rằng Ukraine không đủ đường băng và những đường băng mà nước này có rất dễ bị Nga tấn công. Theo một nguồn tin, Ukraine có thể sẽ triển khai một phi đội F-16 gồm 15-24 máy bay. Một phát ngôn khác của cơ quan này cũng cho biết rằng Kiev dự kiến sẽ nhận được 6 chiếc máy bay F-16 vào mùa hè này và tăng lên 20 chiếc vào cuối năm nay. Bloomberg cho biết, những thách thức của F-16 nghiêm trọng đến mức làm dấy lên mối lo ngại về tính khả thi của việc gửi máy bay tới Ukraine và liệu đây có phải là một sự ủng hộ tốn kém dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky hay không. Một sĩ quan cấp cao của NATO đã nói chuyện với cơ quan này và đã xác định 3 mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định giao hàng. F-16. Trước hết, máy bay phải được cấu hình lại và theo nhiệm vụ của chúng, chẳng hạn như trinh sát hoặc chiến đấu. Thứ hai, Ukraine có rất ít đường băng dài, chất lượng cao cần thiết cho F-16 hoặc nơi trú ẩn để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Thứ ba, hậu cần hỗ trợ của máy bay rất phức tạp, từ nhu cầu về phụ tùng thay thế đến bảo trì và tìm kiếm kỹ sư. Một đại diện khác của NATO lưu ý rằng Ukraine đang cố gắng đạt được mục tiêu trong vài tháng mà thông thường phải mất từ 3 đến 4 năm. Trong email trả lời các câu hỏi của các nhà báo, người phát ngôn của Lockheed Martin, nhà sản xuất F-16, tuyên bố rằng chúng tôi tiếp tục hỗ trợ phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ đối với cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng không nói rõ về cách thức dịch vụ hoặc thành phần cho các máy bay phản lực sẽ được quản lý. Jim Towson, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng khả năng của Nga trong việc đánh vào đường băng sẽ đặt ra một vấn đề khác. Chuyên gia này cho biết, những sân bay đó sẽ trở thành những mục tiêu hấp dẫn và người Nga đã tấn công một trong số đó, giống như một lời chào mừng đến với thế giới thực cho những chiếc F-16 này. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng cả hai bên tham chiến đều dựa vào máy bay không người lái và Nga đã tăng cường lực lượng phòng không. Điều này một lần nữa làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của việc gửi máy bay tới Kiev. Bình luận về tình hình này, một quan chức Ukraine đã thừa nhận có sự chậm trễ trong việc đào tạo, nhân sự và bảo trì.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử hiếm hoi ở Detroit, bang Michigan. Trong đó, ông nói với đám đông đang cổ vũ ông rằng ông sẽ không rời khỏi cuộc đua và cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa Donald Trump gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Biden nói trước đám đông tại sự kiện vận động tranh cử rằng "Tôi đang tranh cử và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Các bạn đừng bỏ cuộc." Tổng thống khẳng định ông là người được đề cử và sẽ không bỏ cuộc. Sau đó chỉ vào khu vực báo chí trong phòng tập thể dục và nói "Họ đã đánh đập tôi, khiến đám đông la ó." Ông nói tiếp "Đoán xem, ông Donald Trump đã được một vé miễn phí. Hy vọng rằng tuổi tác sẽ mang lại một chút khôn ngoan." Ông Biden nói trong một màn trình diễn thách thức và thể hiện sự hài hước. "Đây là những gì tôi biết cách nói sự thật, tôi biết đúng sai, tôi biết người Mỹ muốn có một tổng thống chứ không phải là một nhà độc tài." Ông Biden cũng đã vạch ra những gì mà ông dự định làm trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm hệ thống hóa quyền phá thai, ký đạo luật quyền bầu cử John Lewis, chấm dứt nợ y tế, tăng mức lương tối thiểu và cấm vũ khí tấn công. Những thay đổi sâu rộng này sẽ khó khăn hoặc không thể thực hiện được nếu không có đa số đảng Dân Chủ ở cả hai viện của Quốc hội. Trong khi nhà lãnh đạo công đoàn và tôn giáo tham gia sự kiện vận động ở Detroit, thống đốc bang Michigan và các ngự thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ lại không tham dự. Trước đó, ông Biden đã bất ngờ dừng chân tại một nhà hàng ở ngoại ô Detroit, nơi ông nói với thực khách rằng ông dự định hoàn thành công việc và nói "Tôi hứa với các bạn là tôi ổn." Ông Biden đã nhận được sự thúc đẩy khi hai đảng viên Dân Chủ nổi tiếng, dân biểu James Clyburn và thống đốc bang California Gavin Newsom hôm 12 tháng 7 cho biết rằng ông nên tiếp tục tham gia cuộc đua. Cũng vào chiều ngày 12 tháng 7, Chủ tịch United Auto Workers Sean Fong, người trước đây cho biết ông lo lắng về cơ hội của Tổng thống, đã ca ngợi ông Biden vì đã đứng với giai cấp công nhân mà không sử dụng tên của mình. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của ông đang suy yếu ở những nơi khác khi có thêm hai nhà lập pháp kêu gọi ông từ chức. Kể từ cuộc tranh luận, có ít nhất 19 nhà lập pháp đã kêu gọi ông Biden từ chức để đảng có thể chọn ra một ứng cử viên khác, cũng như một số nhà tài trợ, ngôi sao Hollywood, các nhóm hoạt động và các cơ quan báo chí. Tuy nhiên, ông Biden vẫn nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật chủ chốt trong đảng, chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Trong khi ông Biden thuyết phục các cử tri ở Michigan, ông Trump đã thách thức ông làm một bài kiểm tra nhận thức vào thứ Sáu. Ông viết trên Truth Social, "Tôi sẽ đi cùng ông ấy và lấy cả một bài. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm một đội và làm điều đó vì tốt đẹp của đất nước." Ông Trump sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cả nước vào tuần tới khi Đảng Cộng hòa tổ chức đại hội ở Milwaukee để trao cho ông quyền đề cử Tổng thống. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!